dễ thương. Hôm nay cứ chia tay em nói ngàn lần. Okay, alright. Hôm nay là vừa rồi, không phải là đi biết nói với ai đâu. Quên nhau dễ, thì thật sự là không biết. Thương nhau ghê, thương nhau ghê. Em sợ là không dễ, để gặp em rồi. So did we touch it? Chạy lên à? Hay không? Không có. Hát lại đoạn 2 không sao đâu, ghép được. Lại vừa 2. Lại vừa 2. Không. À. Hai bạn hôm qua ta vẫn còn bình thường. Hôm nay ta sợ ai không nghĩ ra được. Hôm qua nó cháy và thôi. Okay.